đúng là cao thủ. Vậy tối nay đợi anh nhé. Xin mời nấm chén. Cảm ơn. Lương sư phụ, tối qua tôi đã được thưởng thức tài nghệ của anh trên sân khấu, rất là hâm mộ đó. Xin cảm ơn, tôi xin phép được thay mặt anh đệ kính anh một chén. Với tài nghệ của Lương sư phụ mà không kiếm được một đối thủ xứng tầm thì thật đáng tiếc lắm thầy. Thiếu gia, hắn lại nhảy gì đó. Nếu có đối thủ tốt thì tôi đã thua từ lâu rồi. Bộ tưởng Quan Công thích làm đúng sao, chẳng qua là bị bắt buộc mà thôi. Đúng rồi, lần đầu tiên đóng vai Quan Công mà như thế là hay lắm rồi. Tôi đã dẫn gót khắp đại giang Nam Bắc, cao thủ tài nghệ giấu kín thế nào tôi cũng đều nhìn thấy rõ cả. Cái này ngạo mạn quá, những kẻ phiêu bạc như bọn tôi chỉ có chút tài nghệ thô thiển mà thôi. Anh đệ sao lại quá khiêm nhường như vậy chứ, khiêm tốn quá lại thành giả do đó. Nếu thật sự có tài cứ việc nhận có sao đâu. Không hiểu sao mỗi lần gặp cao thủ tay chân tôi cứ ngứa ngáy hết cả lên. Trước tôi cũng có tật đó, nhưng gần đây tôi đã trị khỏi rồi. Không biết Lương sư phụ trị bằng cách nào gì. Chỉ có một từ thôi, đó là nhẫn. Tiếc là trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ này. Xưa nay tôi chỉ khoe quen lối lấn áp người ta mà thôi. Này, hắn nói gì vậy? Thiếu gia, những điều cậu không biết làm sao tôi biết chứ. Chỉ vì một bữa ăn mà phải tranh giành, anh coi tôi là người gì đây? Phải rồi, muốn theo anh để học hỏi đâu phải là chuyện dễ dàng chứ. Lương sư phụ, anh thấy rõ thiện chí của tôi rồi. Thời gian, địa điểm xin do anh chọn. Địa điểm là tất nhiên là phải ở chỗ đến hát chúng tôi rồi. Thời gian thì anh giàu có thế này, có dư sức bao hết show diễn đó. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có xí vào. Chúng tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. Xin lỗi, không có thời gian đón tiếp ông đâu. Nếu Lương sư phụ đã bận rộn đến như thế, vậy thì mình thử nghe tại đây nào. Đừng có vô lý quá chứ, sao ép người quá đáng vậy. Anh đệ, lũ này tự biết hát vài câu là tưởng mình là ai chứ. Cho chúng biết tay đi. Đồ ngốc, người ta thách đấu võ với tôi đó. Xem ra muốn tránh cũng không được rồi. Mình đi thôi nào. Cháo ngon tuyệt đây. Anh đệ, sao đứng mãi không ra tay vậy? Ghê gớm quá. Công phu của hắn cũng lợi hại thật. Anh đệ, anh có sao không? Lương sư phụ, thì ra anh đang mang bệnh. Đương nhiên, nếu không anh đâu còn trụ nổi. Im miệng. Anh thật đáng mà cao thủ Vịnh Xuân. Tôi mà chiếm tiện nghi thì thắng có vinh quang gì chứ.
Lương sư phụ, đợi sau khi anh bình phục, mình sẽ tiếp tục quyết đấu vậy. Tôn đại nhân, La đại nhân, miễn lễ. Không biết đêm hôm các vị đến đây tìm Hạ Quan có gì sao bảo? Là dặn dò từ Tăng Vương gia. Ồ, Tăng Vương gia, ông ấy, người mà Tăng Vương gia sủng ái nhất là con trai ông ấy, Nghê công tử. Bọn ta đã nhận được mật lệnh theo sát bảo vệ cậu ấy. Dù Nghê Phi đã luyện thành tuyệt nghệ ngoại lực, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần này nó Nam Du tìm võ sư người Hán tỷ đấu võ học. Các người phải bảo vệ cho tốt, không được để nó bị tổn thương đó. Tính khí của công tử như vậy, nếu gặp cao thủ thực sự, chúng tôi phải làm sao đây? Không từ thủ đoạn, giết kẻ đó trước đi. Nhưng nếu có bất cứ khó khăn nào, thấy lệnh bài như thấy vương gia, Hạ Quan xin đợi lệnh. Lập tức điểm 20 cao thủ đợi lệnh hành động. Dạ. Phải nhớ, không được để công tử biết chuyện này đó. Dạ. Đại phu, anh ấy sao rồi? Bệnh của anh là hen suyễn kinh niên, tôi chỉ có thể tạm thời áp chế lại thôi. Sư phụ, đều là lỗi của tôi. Mừng là cậu đã biết lỗi, nhưng quên hai từ sư phụ đi. Tôi vẫn chưa nhận cậu làm đệ tử đâu. Nếu anh không bị đánh, anh đã không phải ra tay. Như vậy thì anh không bị Nghe Phi thấy. Nếu không bị hắn chú ý, anh sẽ không phải giao đấu với hắn. Nếu không giao đấu, anh sẽ không bị tái phát bệnh cũ. Nếu như... Thôi nếu cái gì đó đi. Nếu thế thì đừng sinh ra, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Than cơ xong rồi đây ạ. Tiễn đại phu đi chứ. Mời đại phu. Mời. Thật à, sao chọn lúc này đánh tôi chứ? Đại phu, lối này ạ. Còn dùng cả dao hả? Không ăn thua đâu. Còn mời thêm cả người nữa à? Cái gì? Định chơi thật sao? Này ông bạn, đừng có giỡn, dù có chơi cả dao, tôi cũng chẳng có coi vào đâu đâu. Thì ra chỉ là mới. Cái gì vậy? Tôi vừa nằm mơ bị người ta chém đấy.
Đúng là điên mà. Thôi ngủ tiếp đi. Chúng ta các người là ai? Vì sao muốn giết Lạc Phong Niên? Lên! Nhân lúc hắn đang mang bệnh, giải quyết hắn luôn đi. Anh Tài, anh Tài, bộ anh muốn giết tôi sao? Không phải anh Tư, anh Đệ. Là các người anh Đệ, anh Đệ lên đi.
Giúp ta. Anh đệ, mau chạy đi. Mau cậu thì sao, mặc kệ tôi. Chạy mau đi. Đuổi theo đi, chặn bọn chúng lại. Đi kiếm đi. Chúng trốn mất rồi. Đi. Bé con, như thế cha, võ công của ta đã đến mức thượng thừa rồi. Từ giờ ta phải luyện thêm thư pháp để đạt tới văn võ song toàn. Thật không vậy? Sao lại không? Mau đưa bút đây. Thư pháp Trung Hoa có 4 yếu quyết: tinh, thẳng, vững, mạnh. Đó là mắt phải tinh, lưng phải thẳng, chân phải vững, tay cầm bút phải có lực. Người đời nói lực thấu ngọn bút. Ba cha, đúng là lực truyền thủng giấy đó. Thế đó bé con, mau thay tờ mới đi. Mua bút như rồng, ngân câu thiết hoạch. Quái, sao lại chóng mặt thế nhỉ? Cha, ghé bên đây cơ mà. Cái này gọi là túy ông muốn bút như thật giả đó. Rưỡi ngựa bình nguyên, hoành tảo thiên quân. Cha, cha cầm ngược bút rồi. Con thì biết gì chứ. Xem đây. Nước chảy xuống sông, thiên mã hành không.